Yeah. Mistake. Là thằng sinh viên năm nhất, nếu cảm thấy không sợ thì vào đây tao cân tất. Mày nghĩ mày là ai, đức thánh hay lói? Đời chỉ cần tao cầm mai đủ tiên, mày với cõi trời. Vào đến đây với mục tiêu duy nhất, chiến thắng và đem tiền về. Kỹ năng tao đỉnh nhất, từng vần và từng câu tao khai thác triệt để. Tao chính là ánh sáng của những thế hệ trẻ. Không cần biết mày là ai, tao vẫn vững vàng bờ vai. Tiến một bước thật là dài, vẫn cứ đi chẳng ngần ngại. Và tao biết rằng chẳng một ai có thể ngán chân tao. Tao đã mai bỏ xa những thằng bám theo sau. Nói thế chắc cũng đủ hiểu, tao làm server đích thực. Kỹ năng tao có đủ kiểu, phô diễn qua cây bút mực tao chút bực vào những thằng mà là đối thủ. Đấu với tao cái mẹ ám ảnh, bất động về ôm gối ngủ. Để cho mày biết rằng đây là freestyle không phải là viết trước. Tao giết mày trên sàn đấu trước khi mày tiếp nước nha. Và câu cuối dành tặng cho bọn hater, lưu chúng mày tao luôn hại, còn tao là striver.